Út thấy có mấy cái cây Asian pear nè, lê Hàn Quốc nha. Lê Hàn Quốc là loại ngon đó. Đang có trái luôn. Ôi ôi. Nguyên chùm nè, cô chú anh chị và các em ơi, thích không? Loại này á là 4 trong 1, cô chú anh chị và các em ơi, toàn là giống ngon không à. Đây, hồi ôi đã chưa? Loại đất trồng ở dưới đất nha, đang giảm giá đặc biệt luôn cô chú anh chị và các em ơi. Út thấy cái này lâu lắm rồi mới có giảm giá nha. Thì mình phủ cái miếng lưới này nè, từ ở trên xuống góc là được. Hello cô chú anh chị và các em. Bữa nay đi Lowe's với Út nha. Nghe nói bữa nay giảm giá nhiều thứ lắm nè. Tại vì lễ Memorial Day weekend đó, cho nên có giá đặc biệt. Đất, mold, rồi cây giống, nhiều thứ lắm. Út nhận được email của Lowe's cho nên bữa nay đi mua nè. Mua đồ về làm vườn nữa. Đất garden soil nè. Loại đất trồng ở dưới đất nha. Đang giảm giá đặc biệt luôn cô chú anh chị và các em ơi. Buy 3 get 3 free nè. 4 đồng 29 cent một bịch. Thì mình mua 3 bịch, mình được tặng 3 bịch. Bịch này là 0.75 cubic feet nha. Tính ra là có 2 đồng 14 cent một bịch thôi. Thì cái ngày hết hạn á là tháng 5 29 tây. Cơ chiếu anh chị và các em cần thì mình mua để dành ha, mùa sau mình trồng vẫn tốt. Thì Út đang đi Lowe's ở miền Bắc California, thuộc thành phố Union City. Út sẽ chạy cái địa chỉ ở trên màn hình nha. Wow, bữa nay họ đem cây giống về quá chừng luôn ha. À, đang giảm giá đặc biệt luôn cô chú anh chị và các em ơi. Ba chậu 10 đồng nha. Ớt nè, habanero. Ai thích ăn ớt cay thì mua loại này thơm, trái nhiều. Loại này có hai màu ha, màu cam và màu đỏ nữa nha. Cái loại mà người ta giảm giá cho mình nè, phải là cái hiệu Bonnie nè mới được nha. À, 19.3 ao và cái ngày hết hạn là tháng 5 29 tây. Quá chừng ớt luôn nè. Ớt thì không thể nào thiếu trong món ăn gia đình người Việt mình ha. Ăn cơm mà không có ớt á là không có ngon. Đây là một trong những loại ớt rất là cay luôn, cay nhất thế giới nè. Red God's Hot Pepper ha. Rồi cái ớt này mà ăn vô một chút là chịu không nổi luôn đó. Út không dám ăn, trồng cho đẹp thôi. Nhưng mà anh Tư Sà Thành cũng không có dám trồng, tại vì anh nói nhiều khi bóc nó cay trúng vô con mắt là chết luôn. Đẹp thiệt á. Rất là nhiều loại ớt ha. Ớt Thai Hot Pepper nè, thứ nhà Út trồng á. Loại này thì ăn ngon rồi, Út cũng đã chia sẻ nhiều lần ha. Cây nào cây nấy nó to đẹp nè. À, chú Kiều mua ớt quá chừng. That pepper is good, it smell good. Yeah, you like it? I haven't planted it. I normally I plant this Yeah, one. this one is yours also. Yeah. I'm trying this one also. Yeah. It's pretty same way. Oh, okay. Yeah. Oh. Dưa hấu nè, bí ngòi. Dưa hấu trái đen, trái tròn. Tôi có trái dài không? Không thấy trái dài. Thì cái loại này ăn ngon nha. Trái tròn mà nó vợt nè, nó sọc sọc vậy ha. Cà chua. Trái lớn, trái nhỏ. Cà chua này thì ngọt nè. Sun sugar yellow cherry tomato ha. Cái này husky cherry tomato ăn cũng được, nó không có ngọt dữ lắm bằng cái này. Có super sweet. Super sweet là loại cà chua bi ngọt lắm. Cà tím nè. Cà tím với hiệu mà Black Beauty Thai này ha. Trái to lắm. À, không có hạt nhiều. Thịt dày. Trồng ăn được lắm. Ngon. Còn cái này là cà tím của Nhật nè. Trái dài. Thứ ở chợ Á Châu mình hay bán ha. À, bên đây có dưa hấu trái dài nè. Trái dài ăn cũng ngon lắm nha. Trời ơi, coi mấy chậu dâu tây bữa nay trái đầy luôn. Cái này mình mua về là có trái ăn liền luôn đó. Cưng chưa? Chậu này nè. Quá chừng trái luôn ha. Út thích trồng trong chậu treo á. Út treo vậy nè. Cái gió nó đung đưa đẹp.
Thì mấy chậu dâu tây này là 18 đồng, 98 một chậu đó. Loại trái thì nó cũng to chứ cũng không to dữ lắm nha. Dâu tây có rất là nhiều loại hình dạng trái nè. Thì loại này là mình ăn nó ngọt ha, thịt nó vừa chứ không cứng không mềm. Khi mua dâu tây á, mình để ý phải có cái chữ Everbearing nè, tức là dâu này có trái quanh năm, kể cả mùa đông lạnh nó cũng ra bông và cho ra trái nha. Hôm nay mulch mấy cái gỗ vụn đó giảm giá 5 bịch 10 đồng nha cô chú anh chị và các em. Có màu đen, màu đỏ, màu nâu. Mấy cái có màu thì nhiều khi mình tưới nó chảy ra. Loại này thì mình mua về mình rải lối đi đồ đó, mình làm cho vườn của mình nó không có bị cỏ mọc nhiều lên ha, giống như là mình cản cỏ đó. Thì cái ngày hết hạn là tháng 5, 29 tây nha. Đất này là đất trồng ở trong chậu nè, đang giảm giá luôn. 2 bịch 15 đồng, 25 quarter nha, màu vàng. Loại này trồng chậu cũng tốt dữ lắm luôn cô chú anh chị và các em. Maple row nè. Út thấy có phần này đang giảm giá nè. Loại này người Việt mình cũng hay xài lắm đó. All purpose blend full nha, giúp cho cây của mình nó mau lớn nè, rồi có nhiều trái nữa. Thì cái loại này mà cái bình 5.5 pound á là 17 đồng 98, họ giảm cho mình còn 12 đồng 98 nha. Còn cái loại mà lớn hơn nè, 10 pound 31 đồng 98, thì bây giờ họ giảm còn 22 đồng 98. Cái ngày hết hạn là tháng 5, 29 tây nha. Ở đây họ cũng có bán mấy cái mâm nhựa để mình lót cái đít chậu nè, đủ size luôn ha, 12, 14, 17 inch, 10 inch. Út thấy có loại diệt khuẩn, diệt côn trùng có hại cho những cái cây cỏ nè, thì đang giảm giá nha. 9 đồng 98 giảm rồi còn 7 đồng. Thì loại này tiêu diệt được 260 loại con luôn nè. Đây là loại xịt ha. Thì họ nói là nó có hiệu quả tới 3 tháng luôn đó. Cái ngày mà hết hạn cho cái loại thuốc này là tháng 5, 29 tây. Còn loại này cũng đang giảm giá nè. 2 bình 15 đồng. Thì loại này để mình xịt phía sau á, cho mấy cái con muỗi, mấy cái con côn trùng có hại rồi đó. Nhưng mà mình không nên xịt cho những cái cây ăn trái của mình nha. Tại vì cái này là họ nói mình xịt trên những cái bãi cỏ, những cái khoảng đất trống rồi đó. Thì cái ngày hết hạn vẫn là tháng 5, 29 tây nha. Út thấy có mấy cái cuộn ống nước đang giảm giá nè. Loại này là 50 feet nha, thì 42 đồng 98. Hiện tại họ giảm cho mình rồi còn 35 đồng 98. Tháng 5, 29 tây hết hạn. Ôi, cây này có trái sẵn rồi nè. Cứng không? Lùng lùng mà có trái rồi. Coi cây gì đây? Cây này giống cây nectarine á. Nhìn trái là biết ha. Nhỏ nhỏ mà có vỏ. Cây này là cây mận đào nha. Nectarine Double Delight. Thì cái loại này á, là bên trong ruột màu vàng, ăn cũng ngọt. Út thấy có mấy cái cây Asian Pear nè, lê Hàn Quốc nha. Lê Hàn Quốc là loại ngon đó, đang có trái luôn. Ôi ôi, nguyên chùm nè cô chú anh chị và các em ơi, thích không? Mua về có mình ăn liền nha. Cây này á, là 3 trong 1, 3-in-1 nè. Chuchuro Asian Pear. Chuchuro á, thì mình ăn nó giống giống như hồ xui vậy đó, ngon nha. Rồi Senshiki nè, Senshiki thì cái vỏ của nó màu vàng vợt, còn Chuchuro thì cái vỏ nó vàng đậm hơn, nó đậm giống như là hồ xui. Còn cái này là, cái này là cái thân chính nha. Rồi còn một loại nữa là 20th century.
20th century thì mình ăn cái thịt nó hơi mềm hơn chút. Loại 20th century cũng đang có trái luôn nè. Ở bên trong kia khuất rồi, cũng nhiều trái lắm nha. Ba loại này đều ngon nè. Cây này là họ bán 119 đồng 98. Còn kế bên đây cũng là Asian pear mà là một giống thôi, 20th century Asian pear nè. Nếu mà bà con của mình mua cây này, bắt buộc mình phải mua thêm một cây nữa mình trồng để nó thụ phấn chéo thì nó mới cho ra bông và trái nha. Đây là cái tên nè, 20th century Asian pear nha, 39 đồng 98 cho cây này. Khi mình chọn cây thì mình để ý nha, đừng có chọn mấy cái cây mà nó bị trái như vậy. Đây là bệnh trái lá nè. Ví dụ một cây mà nó tốt xong nó có một hai nhánh trái lá thì mình đừng có lấy nha, đó là một cái bệnh đó. Mình về mình xử lý nó mệt lắm. Cô chú anh chị và các em thích trồng lê Hàn Quốc thì bữa nay Lowe's có nha, loại 3 trong 1, rồi loại 1 giống cũng có luôn. Tranh thủ tới sớm để mình chọn được cây đẹp nha. Út thấy có vài cây 3 trong 1 thôi. Mua cái gì vậy? Anh từ Sài Thành đi mua mấy cái ống nước mà loại mình gắn vô để mình tưới nước tự động cho nó xòe xòe ra nè. Về Út gắn vô trong vườn ha. Út thấy có mấy cây cherry rất là to và khỏe mạnh nè. Và nó đang có trái luôn nha. Loại này là 4 trong 1, cô chú anh chị và các em ơi, toàn là giống ngon không à. Đây, hồi ôi, đã chưa? Cái này mua về là nó chín đậm chút nữa mình ăn liền thử coi nó ngon hay không nha. Thích không? Quá trời đã luôn ở trong này nữa nè. Ôi ôi, đây nữa nè, đây là Rainier Sweet Cherry nè, nó đang có trái luôn. Ai mua cây này về có trái ăn liền nha. Cái này là Van Cherry nè. Thì loại này ăn cũng ngon lắm nha. Ngọt, nhưng mà nó cũng không có ngọt dữ lắm bằng cái loại mà Rainier Sweet Cherry. Cái trái nó nhỏ hơn so với những cái loại khác nha. Còn Utah Giant Cherry nè, trái to, ăn ngọt. Rainier Sweet Cherry thì màu vàng đó, vàng mà đỏ đỏ chút, ăn ngọt, ngon lắm. Rồi một loại ở trong nữa, đó là Lapping Cherry nha, Út không có lấy được ở bên trong. Thì mấy cái loại cherry này ăn ngon nè. Cây bên đây á là cũng 4 trong 1 luôn. Lapping Cherry, Black Tartarian Cherry ha. Rồi Sweetheart Cherry, Stella Cherry. Mấy cái loại cherry này là ngon đó. Người ta chọn giống phù hợp với nhau để nó đậu trái cao đó. Cây này là 114 đồng 98 nha. Có cây Lapping Cherry cũng đang có bông nè, nhưng mà thấy nó không có được đẹp lắm, 44 đồng 98. Có cây hồng giòn nè, hiệu Fuchu Persimmon. Chữ Fuchu Persimmon nè. Thì chậu hồng giòn này họ bán là 95 đồng 98 nha. Có mấy cây chuối dễ thương không nè. Chuối này thì mình trồng làm kiểng thôi, có thể dùng lá chứ mình không có ăn trái được, nó không có cho ra trái nha. Còn ở trong đây Út thấy có cây Pink Cherry nè. Đây là một trong những loại cherry mà được rất là nhiều người ưa chuộng, thích ăn giòn, ngon. Nhưng mà họ để ở đây thấy không? This fruit needs a pollinator. Tức là mình cần phải trồng hai cây một cái giống khác nữa thì nó mới cho ra trái nha. Thì những cái giống mà cần để mình thụ phấn tốt chéo nè, như là Black Tartarian hoặc là Event Lapping Rainier, đây là những cái tên của những cái loại mà giống khác mình cần trồng nè. Royal and Stella ha, đây mình phải đọc kỹ nha. Thì cây cherry này á là 39 đồng 98. Mùa này á là mùa đào, mùa mận đào, mùa cherry, cho nên mấy cái cây này trái quá chừng luôn nè. Mùa về cái mình có mình ăn liền ha. Thích không? Có cây mận đào mà Snow Queen Nectarine nè. Út quay cận cái tên vô nha. Bà con của mình thích trồng đào mà cái loại ruột trắng á là ngon nhất nha. Tên này là ngon nè. Giòn ngọt, không có lông.
thường có lông là trái peach, trái đào, còn mận đào là không có lông. Út thích ăn mận đào hơn. Cây này là 39 đồng 98. Út thấy có cây Phật thủ nè. Hôm bữa có mấy chị hỏi Út mua Phật thủ ở đâu thì ở Lowe's có nha. Tiếng Anh gọi là Buddha Hand. Thì loại này mình trồng tốt cho phong thủy vườn mình, cũng như là mình đem mấy cái trái này vô trong nhà mình cúng tốt lắm nha. Thơm, thơm cả nhà luôn đó khi mà nó chín vàng. Rồi ngoài ra mình có thể ăn được cái vỏ của nó. Bên trong nó không có nước giống như là dòng họ cam quýt đâu nha. Nó đặc ruột. Thì khi mình cảm, mình ho rồi đó, mình ăn nó thông cổ tốt lắm. Cái vị nó ngọt ngọt chứ nó không có đắng và chua gì hết nha. 39 đồng 98 một cây này. Loại này thì rất là dễ trồng luôn. Cái lá nó to ha. Vườn Út cũng có trồng cây này. Rồi kế bên đây cái cây này quá chừng trái luôn. Quýt nha. Quýt Satsuma đó. Thì đây là một trong những loại quýt ăn cũng ngon. Nó ngọt nhưng mà nó có cái hậu chua. Loại này thì dễ lột vỏ. Trái cũng không có to lắm nha. 39 đồng 98 một cây luôn. Mấy cây này là cam chanh, cam Washington Navel, chanh Meyer Lemon Improvement. 49 đồng 98 một chậu. Có cây bưởi hiệu Star Ruby Red Fruit nè. Thì loại này Út biết là ăn cũng ngon lắm, nhưng mà trái nhỏ thôi chứ cũng không có lớn nha. Bên trong ruột màu hồng, ăn cũng ngọt lắm. Cái tên của cây bưởi nè, cây này đang có trái nè, cao hơn cây hồi nãy ha. Cây bưởi này 39 đồng 98. Út thấy cái này lâu lắm rồi mới có giảm giá nha. Rubber mulch nugget. Thì loại này á, là giống như là gỗ vụn, nhưng mà người ta không làm bằng gỗ vụn mà là làm bằng nhựa, cho nên nó tốt lắm luôn. Phía sau vườn của Út, Út rải cái này mấy năm rồi ha, thì không có thấy nó mục. Rồi nó không có xanh ra mấy con này con kia nữa. Có cái bịch rách nè, để Út lấy cho bà con mình xem nha. Đây nè, anh Tư Sài Thành nói họ làm bằng những cái bánh xe cũ, người ta cắt ra đó, người ta nhuộm màu ha. Xài được lắm. Hồi lúc trước Út mua không có giảm giá. Bây giờ họ giảm giá cho mình 2 bịch 10 đồng nè. Bịch này là 0.8 cubic feet nha. Có màu nâu. Dạ, thì cái này là họ nói là 12 năm nó mới bay màu nha. Giờ Út đi lại đây mình tìm mua lưới để mình che mấy cái trái cây mình lại, để mấy con chim rồi nó không có ăn nha. Hôm bữa giờ có mấy chị hỏi Út quá chừng luôn. Loại này ở nhà Út dùng mấy năm trước nè. Cây của mình nó bắt đầu có chín thì mình mua về mình trùm. Thì chim nó không có dám tới, tại vì nó tới nó sẽ mắc cái chân nó vô đây. Đó, nó nhỏ nhỏ. Xài được lắm. Cũng nhiêu tiền nha anh? 23 đồng 48 sen. Cuộn này thì nhỏ nhỏ thôi chứ cũng không có lớn dữ lắm nha. Nhưng mà mình trùm cũng được vài cây. Coi chiều ngang chiều dài bao nhiêu nè. Đây 7 feet nhân cho 100 feet nha. Hello. Mùa này ai cũng vô đây mua mấy cái mulch giảm giá về, cái người ta rải xuống vườn ha. Bây giờ mình điên vòng ở đây coi còn có loại đất nào giảm giá nữa hay không. Lâu lâu đi quay cho cô chú, anh chị và các em xem. Đặc biệt là có mấy cô lớn tuổi nói Út ơi, nhờ coi video của Út mà cô thấy được đất phân giảm giá cô đi mua. Chứ lớn tuổi rồi đâu có lái xe đi hoài được. Lý do đó mà Út với anh Tư Sài Thành hay đi rồi cái quay luôn. Có loại đất này đang giảm giá nè. Raised bed soil là mình trồng ở trong hộc nha. Hoặc là mình trồng dưới đất cũng được. Loại 1.5 cubic feet nè. Thì 2 bịch 15 đồng ha. Đất nhiều. Loại này mình mua về cái mình trồng ở dưới đất. Mình trồng ngò ôm đồ cũng được. Ngò gai đồ ha. Cà chua, rau, củ quả đều được hết. Nhưng mà không có trồng ở trong chậu nha. Trong chậu nó không có thoát nước tốt, nó chết cây mình đó.
Trời, cái lai dài quá luôn, cô chưa anh chị về các em ạ. Mua cái lưới xong thì bây giờ Út ra vườn, Út bọc mấy cái cây của Út lại. Tại vì một số cây bây giờ có trái chín rồi, mình phải bọc, nếu không bọc thì chim quả nó ăn rồi. Nhiều khi sóc, nai, nếu vườn mình có nai thì nó tới nó ăn nha. Thì ngoài cái lưới ra, Út còn có những cái cây nè. Mấy cái cây này để Út dựng lên ha, trước khi Út bọc cái lưới này lại. Thì Út sẽ chia sẻ sơ về cái loại lưới này trước khi mà mình bọc mấy cái cây nha, để cô chú anh chị và các em của mình thấy rõ mấy cái chữ rồi mình có thể tìm mua ở trên mạng. Loại này thì ngoài mình mua ở Lowe's thì Home Depot hoặc là Amazon cũng có. Nếu bà con của mình ở xa mấy cái chợ Lowe's, Home Depot thì mình có thể mua trên Amazon nha. Đây là cái tên nè, gọi là Wildlife Netting. Loại này thì cho vườn của mình nè, đặc biệt là cho trái cây và rau củ quả. Bây giờ Út sẽ bắt đầu từ cái cây Việt Quất của Út. Việt Quất màu hồng đó, hôm nay nó bắt đầu chín rồi. Mình phải bọc lại nha. Như vậy là mấy con đó nó cũng có thể tới nó ăn đó. Bắt đầu ngọt rồi ha. Đây nè, cũng chưa có chín đều hết. Mấy cái trái đợt đầu thì nó chín nè, nó chín lại rai 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 ha. Thấy vậy chứ mau lắm, trời nóng là nó sẽ hồng nhanh lắm nè. Nhìn cây Việt Quất của Út mê không. Bây giờ Út sẽ tháo cái bịch ra nè. Hàng xóm của Út đang xây nhà đó, cô chú anh chị và các em nó hơi ồn, bà con của mình thông cảm nha. Như hồi nãy Út nói đó, thì trước khi mình trùm cái bao lưới lên, mình phải dựng cây nha. Tại vì mình không dựng đó, thì mai mốt mình tháo cái lưới này ra rất là khó. Mấy cái lỗ nhỏ nhỏ đó nó sẽ dướng vào trong cái nhánh Việt Quất hoặc là trái Việt Quất thì nó sẽ bị rụng ha. Khi mà mình thu hoạch đó, mình tháo ra nó rụng. Mình cứ cắm vô đây thôi. Cái cây này nó phải cao hơn là cây Việt Quất của mình một chút nha. Và bây giờ Út sẽ trùm cái lưới lên nè. Mình phủ từ ở trên mình phủ xuống tới gốc là được nha. Cái phần ở trên này nè, mình lấy cái lưới mình quấn quấn nó vô vậy là nó sẽ mắc kẹt cái lưới ở đây thôi. Nếu không thì mình có thể lấy sợi dây á, mình buộc nó vô nha. Nếu mình sợ cái miếng lưới này nó bay, nhưng mà thường lưới này nó không có bay đâu, thấy không? Đó, nó bám vô trong mấy cái cây của mình nè. Lưới này thì Út đã dùng qua năm vừa rồi, rất là thích luôn. Bảo vệ được trái cây của mình không có bị mấy cái con chim cũng như là sóc hoặc là nai nó tới nó ăn ha. Tại vì khi mà nó tới á, nó đáp vào thì cái chân nó dính vô đây, nó khôn lắm. Nó thấy lưới là nó không có dám tới đâu, nó nhìn từ xa nó biết. Cho nên cô chú anh chị và các em áp dụng thử đi nha. Một cái điều nhỏ mà Út không thích ở đây đó là nó hay dướng vào trong mấy cái cây của mình. Khi mình tháo thì mình phải tháo từ từ nhẹ nhàng, nếu không thì nó sẽ bị rụng bông trái giống như thế này nè, thấy không? Đó, cho nên Út dùng mấy cái cây Út chổi lên như vậy để nó đỡ dính trực tiếp vô trong cây của mình. Rồi có khi mình gứt mạnh quá thì nó bị đứt. Nó đứt cái sợi dây này nè. Sợi dây này rất là dễ đứt nha. Nhưng mà nó đứt không sao đâu, tại vì nó còn rất là nhiều lỗ nữa. Người ta phải làm lỗ nhỏ như vậy nè thì mới hiệu quả nha. Lỗ bự to quá thì đâu có hiệu quả nữa. Sau khi mình thu hoạch trái cây xong thì mình có thể tháo cái lưới ra để dành mùa sau mình dùng lại tiếp nha. Coi mấy chậu dâu tây của Út nè, bữa nay nó chín đậm đẹp không?
Nhưng mà mấy con chim nó lại nó ăn rồi. Nó chín, Út chưa có kịp hái. Thì nó lại chậu này nó mổ hai trái nè, thấy không? Nó không có ăn hết một trái, mà là nó cắn một chút, nó mổ một chút vậy, cái nó đi qua chỗ trái khác nó ăn tiếp tục ha. Nó ăn trái hai trái mình cho nó ăn mà nó không có ăn một trái đâu. Bên đây cũng vậy nè, chậu này cũng vậy ha, nó qua nó mổ một chút đó. Trái nào nó cũng mổ một chút vậy hết trơn á. Cho nên mình phải trùm cái lưới lại, nếu không á thì mình không có ăn được đâu đó. Dầu ngon quá, hai trái này mình ăn nha. Thích không cô chú anh chị và các em? Tươi rói à. Mời cô chú anh chị và các em ăn dâu tay với Út nha. Ngọt rất là đậm đà luôn. Tại vì có nắng nhiều á, nắng ít thì dâu tay nó chua hơn. Nước quá chừng luôn. Cái loại dâu bông màu hồng này nè, thì cái trái của nó đó, cái thịt nó không có cứng, nó mềm. Nó có nhiều loại dâu tây lắm. Bữa nay Út quay video tới đây nha. Út cảm ơn cô chú anh chị và các em rất là nhiều luôn thương và ủng hộ gia đình Út. Nếu thích video này của Út thì xin tặng Út một like rồi đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi Út có video mới ra. Chúc cô chú anh chị và các em luôn được nhiều sức khỏe, bình an. Và hẹn gặp lại với cô chú anh chị và các em trong video tiếp theo. Bye bye!